Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev thăm chính thức Việt Nam và lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, chuyến thăm của ngài Tổng thống sẽ là nguồn cảm hứng to lớn cho thành phố triển khai hiệu quả trên thực tế nội dung tinh thần tuyên bố chung Việt Nam Bulgaria đã được lãnh đạo hai nước thống nhất. Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Bulgaria, Việt Nam và Bulgaria nói chung, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia nói riêng còn rất nhiều dư địa để phát triển và thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cùng thủ đô Sofia, các đối tác Bulgaria tăng cường hợp tác, vận dụng những tiềm năng lợi thế để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh. Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào quan hệ hợp tác song phương Bulgaria và Việt Nam. Theo ông Rumen Radev, quan hệ giữa Bulgaria và Việt Nam cũng như giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia rất có tiềm năng hợp tác, nhất là về kinh tế thương mại, bởi cả hai đều có nhiều yếu tố để học hỏi giúp đỡ nhau cùng phát triển, mang lại lợi ích cho mỗi nước. Sau buổi hội kiến, Tổng thống Rumen Radev và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã chứng kiến lễ trao thư hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Sofia của Bulgaria. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những thay đổi to lớn đến đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng đi kèm theo một loạt nguy cơ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng và tội phạm trực tuyến. Một trong những hình thức phổ biến của tội phạm trong lĩnh vực này là sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm rất nhiều của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tội phạm công nghệ cao hiện là vấn đề hết sức nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn và ổn định của an ninh mạng và xã hội. Thậm chí đối tượng còn tạo lập các trang mạng giả mạo của cơ quan công an, của các cơ quan tư pháp để hướng dẫn việc tiếp nhận thông tin tội phạm, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng dịch vụ công, qua đó sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo các đại biểu Quốc hội thì nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do nhận thức của người dân chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ số. Trong cái quá trình mà chúng ta phát triển công nghệ thông tin, chúng ta ứng dụng công nghệ số thì chúng ta chưa kịp thời, người dân chưa kịp thời có được cái chuyển biến trong nhận thức để làm sao mình đáp ứng là một công dân số. Chính bởi vậy cho nên chúng ta thấy là rất nhiều cái trường hợp là người dân quản lý một cách rất lỏng lẻo mọi thông tin cá nhân của mình, dễ dàng truy cập vào các cái đường link lạ, dễ dàng cung cấp các cái tài khoản cá nhân, các cái thông tin cá nhân của mình mà không biết rằng là cái việc cung cấp ấy có thể gây những cái hệ lụy rất là lớn. Việc mua bán thông tin trên không gian mạng diễn ra công khai chi tiết, được giao bán từ họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản, chức vụ. Chính vì vậy, các đại biểu mong muốn luật dữ liệu sẽ sớm được Quốc hội thông qua để điều chỉnh thực tế này và nâng cao nhận thức cho người dân. Chúng ta có các quy định về chuyển thông tin trong nước, ngoài nước và chúng ta có hệ thống kết nối. Và đặc biệt là chúng ta có cái yêu cầu các cái nhà mạng, các cái doanh nghiệp nước ngoài phải có cái phối hợp với chúng ta trong quá trình xử lý thông tin ấy. Thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ có đủ cái công cụ. Việc chúng ta cần làm đầu tiên, đấy chính là chúng ta nhanh chóng yêu cầu người sử dụng mạng xã hội phải có một cái sự định danh chính xác trên mạng xã hội để làm sao người ta không thể giấu mặt ở trên mạng xã hội được. Khi mà định danh chính xác thì chắc chắn là mỗi cá nhân đã được định danh thì trước khi tiến hành bất cứ một cái hoạt động gì trên mạng xã hội thì người ta cũng sẽ phải có một cái sự cân nhắc đắn đo bởi vì không thể giấu mặt được nữa. Việc xây dựng các quy phạm pháp luật để làm tốt và quản lý tốt hơn, đấu tranh có hiệu quả hơn với những hoạt động lợi dụng không gian mạng, lợi dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật là kiến nghị không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà còn là mong mỏi của người dân để đảm bảo được thông tin của mình được bảo vệ trên không gian mạng. Việc triển khai kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn như nhận thức của người dân về phân loại rác còn hạn chế, hệ thống thu gom và xử lý chưa đồng bộ. Mặt khác, thiếu vốn đầu tư và khung pháp lý chưa hoàn thiện cũng đang là những trở ngại lớn. Trong bối cảnh đó, những đề xuất kiến nghị của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia và nhà quản lý tại tọa đàm Kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác thải ở Việt Nam do báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội diễn ra hôm nay tại Hà Nội sẽ là cơ sở quan trọng giúp hoàn thiện chính sách và thực thi hiệu quả trong xử lý chất thải rắn tại Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.
Theo các đại biểu, việc giảm thiểu nguồn chất thải rắn giúp nâng cao chất lượng sống ở đô thị và tiết kiệm nguồn tài nguyên, đảm bảo hệ sinh thái. Do đó, việc xử lý chất thải rắn sao cho hiệu quả là việc mà Việt Nam phải thực hiện ngay nếu như muốn hướng đến nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Bởi theo thống kê, mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa ra môi trường, đứng thứ tư trong top 20 nước hàng đầu thế giới. Dự báo đến năm 2030, lượng chất thải phát sinh của Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi, từ 27 triệu lên 54 triệu tấn. Cái việc bảo vệ môi trường gắn với kinh tế tuần hoàn là một cái định hướng đúng đắn và Việt Nam hiện nay đang đi theo cái định hướng này. Chỉ có điều là chúng ta phải có một cái nhận thức một cách đúng đắn, thay đổi tư duy, không phải là chỉ là một cái khẩu hiệu mà ở đây phải đi vào từng cái doanh nghiệp, từng cộng đồng, từng người dân và đặc biệt là các chính quyền đô thị. Xử lý chất thải rắn tại nguồn đã được luật hóa và nhận thức về kinh tế tuần hoàn ngày càng cụ thể hơn. Tuy nhiên, việc hiểu rác tài nguyên là như thế nào, hoặc rác chỉ đơn thuần là rác là cả một quá trình. Đánh giá của các đại biểu, việc hiểu và biến rác thành tài nguyên ở các địa phương không đồng đều. Đơn cử Hải Phòng, Yên Bái, Bình Dương làm rất tốt, song nhiều địa phương khác còn khá lúng túng. Chỉ xử lý rác bằng cách đốt hết chứ không biến thành tài nguyên, như nguồn rác thực phẩm có thể tái chế thành phân vi sinh. Thì các địa phương bây giờ thì cũng khá lúng túng trong việc này. Thành ra là mặc dù là luật quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 là chúng ta phải phân loại rác tại nguồn rồi, nhưng mà hiện nay thì tôi thấy là có cảm giác như là đến cái ngày đấy thì là chắc là cũng còn nhiều việc còn đang dở dang. Thế nên ra rồi nữa là chúng ta vẫn còn thiếu, vậy nói như vậy thì cũng thiếu những cái cơ chế để khuyến khích nó cụ thể. Thì tôi cũng rất hy vọng là sắp tới đây thì sẽ có rất nhiều những cái quy định để cụ thể hơn ra đời để mà cho các địa phương có thể thực hiện được. Với cái lượng rác thải khổng lồ như thế và chúng ta mới chỉ có những cái hình thức xử lý hết sức là thô sơ, cho nên là chúng ta cũng đang lãng phí một cái nguồn tài nguyên rất là khổng lồ. Ngay trong cái thời điểm này, chúng ta cũng phải hành động về cái việc là làm như thế nào để chúng ta có thể sử dụng tốt nhất, biến rác thành tài nguyên. Và thứ hai nữa là nếu biến được rác thành tài nguyên thì chúng ta sẽ làm sạch môi trường và bảo vệ cuộc sống con người được tốt hơn. Xử lý rác thải là một phần cốt lõi của kinh tế tuần hoàn. Sự kết hợp giữa việc xử lý rác hiệu quả và áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn giúp tạo ra một hệ thống sản xuất và tiêu dùng bền vững, tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Ngày hôm nay 27 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn đề nghị các cơ quan có liên quan làm rõ nguồn gốc xuất xứ, phương án xử lý đối với 3 bồn nhôm nghi chứa hóa chất vừa trôi dạt về vùng biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Công văn giao các sở ngành có liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá và sớm có phương án xử lý tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn cho người và công trình gần khu vực phát hiện 3 bồn chứa nghi chứa hóa chất. Lực lượng chức năng phải có phương án bảo vệ an toàn đối với công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất trước nguy cơ mất an toàn do vật thể lạ nghi chứa hóa chất trôi dạt, không cho phép người dân đến gần khu vực có vật thể lạ trôi dạt để đảm bảo an toàn. Các đơn vị chức năng khẩn trương tìm chủ sở hữu, nguồn gốc xuất xứ của vật thể lạ nêu trên. Trước đó, thông tấn xã đã đưa tin ngày 25 tháng 11, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và người dân đã phát hiện 3 bồn kim loại vỏ nhôm có biển cảnh báo nguy hiểm vô chủ trôi dạt vào bờ biển thôn Lệ Thủy. Nhằm bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của luật thủy sản, giúp công tác quản lý tàu thuyền truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, đồng thời góp phần gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu. Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống thu gom, trạm xử lý nước thải tại các cảng cá. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm tại các cảng cá vẫn chưa được khắc phục. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Tại cảng cá Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, mặc dù có hệ thống thu gom, lắng lọc nước thải, nhưng tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng. Trên cầu cảng, nước thải, xác hải sản vương vãi khắp nơi, nhưng không được thu gom, xử lý. Dưới mặt nước, đầy rẫy đủ loại rác thải trôi nổi bập bềnh. Không chỉ vậy, nhiều tàu cá được ngư dân vệ sinh, bơm nước rửa hầm cá, đen ngòm, rồi xả thẳng xuống biển. Tự nhiên là do nước thải nó không lên, tương tự tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng kéo dài nhiều năm nay.
nhưng chưa được xử lý triệt để. Dù cảng cá này đã được đầu tư hệ thống thu gom, lắng lọc, xử lý nước thải với tổng số vốn 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí vận hành nên hệ thống không thể hoạt động thường xuyên. Cái hệ thống thu gom nước thải và cái nhà máy xử lý nước thải cho Nam Cảng. Hiện tại thì cái thiết bị này hoạt động rất là tốt. Tuy nhiên là để mà hoạt động thường xuyên, việc để cái hệ thống nước thải tại cảng thì cần có một cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho cái thiết bị này hoạt động. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5 cảng cá, khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận cảng cá loại 2 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố là cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cảng cá, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh đã tham mưu, kiến nghị cơ quan chức năng cần có cơ chế hỗ trợ để ban thực hiện đồng bộ các giải pháp. Để tại các cảng mà giải quyết bài toán là môi trường cho sạch, cho đảm bảo về theo việc có cái tiêu chuẩn ấy, thì nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí. Thứ nhất là để có kinh phí hoạt động cái hệ thống xử lý nước thải. Cái thứ hai nữa là có nguồn kinh phí để làm các cái tuyên truyền vận động và tổ chức ra quân dọn dẹp hàng tuần để làm cho người dân thấy cái nhận thức được cái thải môi trường là rất là bất cập, ảnh hưởng tới môi trường chung của khu vực. Môi trường là một trong những tiêu chí đánh giá của Ủy ban châu Âu để quyết định gỡ thẻ vàng thủy sản. Do đó, các cơ quan chức năng cần khẩn trương có giải pháp sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm này. Tin quốc tế, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump mới đây đã cảnh báo áp dụng mức thuế có điều kiện 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, đồng thời áp thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong 24 giờ qua, các nước liên quan đã liên tục bày tỏ quan ngại về động thái này. Trong phiên điều trần trước Quốc hội về kế hoạch cụ thể đối phó với chính sách tăng thuế của ông Trump và bảo vệ thị trường việc làm của Canada, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định ông và các quan chức sẽ nỗ lực phối hợp một cách xây dựng với chính quyền mới ở Mỹ. Ông nhấn mạnh Đảng Tự do Cầm quyền đã có kinh nghiệm 4 năm giải quyết các vấn đề với chính phủ trước đây của Mỹ dưới thời ông Trump. Tôi nghĩ rằng việc lâm vào một cuộc chiến thương mại với Mỹ là điều không ai muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì việc làm cho người lao động Canada như trước đây. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho rằng cần xem xét nghiêm túc thông điệp thuế quan của ông Trump. Châu Âu và Đức cần tìm kiếm các cuộc đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại tiềm tàng. Chúng ta mạnh hơn nếu hợp tác và sẽ suy yếu nếu cạnh tranh theo cách làm suy yếu kinh tế lẫn nhau. Chúng ta chỉ nên nghĩ đến các biện pháp đối phó sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng mọi việc. Bước đầu tiên là tìm cách đàm phán. Tuy nhiên tại Mỹ, thị trường lại có phản ứng tích cực. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã tăng điểm sau cam kết thuế quan của ông Trump. Mục đích của chính sách thuế quan là khuyến khích các công ty nước ngoài đến Mỹ tạo việc làm và tăng lương. Nhiều hàng hóa hơn được sản xuất tại Mỹ và người tiêu dùng Mỹ sẽ tiêu thụ chính hàng hóa do Mỹ sản xuất. Trước đó, ông Trump nêu rõ các quy định áp thuế đối với hai quốc gia láng giềng Mexico và Canada nằm trong số những sắc lệnh hành pháp đầu tiên sẽ được ông ký ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngay sau khi nhậm chức. Đối với Trung Quốc, ông Trump cho biết sẽ bổ sung 10% thuế quan, bên cạnh các loại thuế bổ sung đối với tất cả các sản phẩm của nước này. Do lễ tạ ơn luôn được kỷ niệm vào thứ năm cuối cùng của tháng 11, nên nhiều người Mỹ chọn nghỉ phép luôn thứ sáu để có một kỳ nghỉ dài 4 ngày kết hợp cuối tuần. Cũng chính vì vậy mà lễ tạ ơn luôn là đợt cao điểm đi lại của người Mỹ trong cả năm. Đây cũng chính là dịp bận rộn của các hoạt động mua sắm. Theo ước tính của Hiệp hội ô tô Mỹ, gần 80 triệu người Mỹ sẽ đi lại vào dịp nghỉ lễ tạ ơn năm nay. Đây là con số kỷ lục vượt qua cả giai đoạn trước COVID-19. Trong đó, phương tiện ô tô ước tính khoảng gần 72 triệu người, chiếm gần 90%, và lượng hành khách đi máy bay sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 18,3 triệu người. Riêng ngày 1 tháng 12, ước tính có khoảng 3 triệu hành khách sẽ đi qua các chốt kiểm tra an ninh sân bay. Đây được cho sẽ là dịp lễ tạ ơn có lượng người đi lại bằng đường hàng không cao nhất từ trước đến nay.
Chúng tôi khá để tâm tới giá vé máy bay, nhưng cháu của chúng tôi thì ở Chicago và chúng tôi muốn tới thăm chúng nên giá nào cũng đi. Giá cả thật điên rồ. Tôi đi công tác nhiều và theo quan điểm của chúng tôi thì giá cả năm nay rất cao. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó khi lập ngân sách và chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới. Trong khi đó, không khí mua sắm lễ tạ ơn tại Mỹ cũng đang vô cùng sôi động. Trong mùa lễ tạ ơn năm ngoái, doanh số bán thực phẩm đã tăng 2,4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong tuần trước và sau lễ. Các chương trình khuyến mãi năm nay được tung ra sớm hơn vào thời điểm mà nhiều hộ gia đình vẫn còn e ngại vì giá cả tăng cao. Tôi vẫn luôn ý thức về ngân sách, bây giờ còn ý thức hơn so với những năm qua. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi vào năm mới. Với giá thực phẩm tăng 23% trong 3 năm qua, mua sắm trong lễ tạ ơn trở thành bài toán khó đối với nhiều gia đình Mỹ.